sư mày. Trường, thế bị trường Trường gì đấy? Còn mày? Tao biết không? Mày thì ai đấy? Mặt mày có cái ngành gì mà vừa ăn vừa tiền không nhỉ? Hay là bọn mình đi học rồi biết? Ừ, được đấy. Vui này thôi ai biết mai sau nhỉ? Bây giờ mày lên Google mày tra học nấu ăn, nãy ra cho mày đường link của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng, mày kích vào đấy, nãy ra cho mày kích đăng ký nhập học online, nhớ là của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng ấy nhá. Xong rồi mày điền đầy đủ thông tin vào trong đây là mày có thể nhập học. Phải không? Ừ, cho tao theo với. Thế này anh thấy đi muộn sao? Thôi đi về đi. Chi quán này, tính tiền cho tao quay phim. Just watch your feet.